Ok, hiện tại bây giờ nhà mình còn hai con két treo nữa nha các bạn nhá. Đấy, còn hai con két treo này. Hai con này thì tương đối thuần thì các bạn. Nó đã đứng cầu nó ăn này nha các bạn nhá. Đây là thịt chuột mình cho nó ăn đây. Mỗi con một miếng. Đấy, bỏ lên cầu là nó tự ăn đây các bạn. Két treo bây giờ cũng chuẩn bị hết mùa rồi nha các bạn nhé. Thỉnh thoảng có được con với bạn nào mà ở ngoài miền Bắc thì cứ liên hệ với mình. Đấy, bây giờ các bạn cứ hỏi spa mà cái dòng ưng thì không còn đâu. Giờ không còn cái sự lựa chọn cho các bạn nữa bởi vì dòng ưng bây giờ hết rồi. Nếu các bạn ngoài chơi két treo để tập chơi tập luyện đây thì các bạn thì không có sự lựa chọn nào khác trừ khi các bạn không chơi nữa thôi nhá. Nó hết mùa rồi các bạn. Này, mình để đây cho nó ăn. Ok, bây giờ mình sẽ tập hai con diều trắng nha các bạn nhé. Lại. Ê. Ê. Hey. Ok, ngày hôm nay thì tập hai con lượn vài vòng vậy thôi các bạn. Nó chưa lượn được tốt lắm thì mỗi ngày mình tập một vài tiếng để cho nó quen dần với cái khả năng mà nó đáp răng như vậy. Chứ nó bay lượn cao, tốc độ cao nó không quen. Nó không quen đáp răng đâu. Nó phải tập nhiều thì nó phải quen nó đảo. Xé gió thì nó đảo ấy các bạn. Đảo tốc độ để nó về găng thôi.
Rồi ok. Ngày mai mình tập vậy rồi nha các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.